Tính từ năm 2019 đến nay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với 219 trường hợp vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Theo đó, các lỗi thường gặp như vi phạm quy định về trang bị bảo quản và sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, vi phạm quy định về khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy và ngăn cháy, vi phạm quy định về phương án chữa cháy của cơ sở, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng. Qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã xử phạt các đơn vị với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hàng nghìn doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với việc phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó, các cơ sở doanh nghiệp cần làm tốt công tác bốn tại chỗ, chủ động trong việc chữa cháy ban đầu để không những làm giảm thiệt hại cho doanh nghiệp mà việc chữa cháy của lực lượng chức năng cũng sẽ giảm khó khăn hơn.